Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Trong video clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác về mẫu đẩy hai kênh, một dòng đẩy thương hiệu của Mỹ, công suất là 1.300W một kênh, hoạt động ở chế độ 8V. Con này máy 5 vỉ nhé. Về mặt thiết kế thì nhìn rất là đẹp, máy 3U. Con này rất là nặng các bác nhé. Nếu như anh em nào mà mắc bệnh đau lưng thì bê con này cũng khá là vất vả đấy. Ở dưới đây thì em đang tháo ra để vệ sinh và để kiểm tra xem nó còn zin hay không. Chất âm dòng này thì rất là hay, hàng xịn nhé mọi người nhé. Các bác nhìn tỉ công suất của nó ấy, linh kiện dày di dày dít vào. Hàng làm theo công nghệ của Mỹ. Máy con này là máy Class H. Máy bù áp. Nếu tính sò chính của nó thì chỉ có 40 sò. Nó sử dụng sò Toshiba của Nhật 1943-5200. Còn nếu như chúng ta tính cả sò bù áp thì con này nó 48 sò nhé. Cái vấn đề sò ít hay sò nhiều thì cũng không quan trọng đâu các bạn. Quan trọng là cái chất lượng linh kiện máy và công suất nó đưa ra có đủ hay không. Có những con sò rất là nhiều, cực kỳ là nhiều sò nhưng mà lại rất là yếu. Có con sò thì rất là ít mà lại rất là khỏe. Đấy. Có nhiều anh em bảo là con không biết thì cứ nghĩ là cái con đẩy ít sò thì làm sao mà nó khỏe được, đúng không ạ? Còn nhiều bác thì cứ bảo ui con này nhiều sò này đánh thoải mái, nhưng thực tế ra thì nó còn phải phụ thuộc vào cái chất lượng linh kiện và nguồn tăng phô này các bạn. Con này nó sử dụng hai quạt thông gió rất là to. Đây, quạt rất là to nhé và chạy rất là êm. Máy thì em kiểm tra hết rồi, zin nguyên bản. Cái phần này con này nó phải nói nó làm khá là cầu kỳ chi tiết ở cái phần vo bên trong này. Nó có những cái dàn tủ, những con tủ ấy thì nó đóng, nghĩa là nó đóng, nó quay luôn vào cái cụt này rất là gọn. Chẳng biết con này nó chạy bao nhiêu con tủ không biết, nhưng mà dây dợ này nhìn rất là đẹp. Sản xuất năm 2013 nhé. Một con máy mà sản xuất năm 2013 mà nó còn đẹp thế này. Người chơi không cần phải suy nghĩ. Đối với con máy như thế này thì chúng ta có thể đánh thoải mái những cặp full đôi 725 hoặc là những cặp súp kép. Phần đằng sau của nó thì Tacalong input. Đây nha mọi người nhé. Nó làm theo công nghệ của Mỹ.
nhà máy nó được đặt tại Trung Quốc, Made in China. Đây, Tecto USA. Con này nó có sử dụng được cả chế độ Braille Parallel Shifter, có nghĩa là cho chúng ta đánh dồn kênh thì đánh ok. Đằng sau ngoài cái jack Nutrix ra thì vẫn mọi người không thích sử dụng jack Nutrix này có thể đấu vào cái cổng loa. Dây nguồn đây, dây nguồn rất là to nhé mọi người nhé. Cái nguồn này rất là lặng. Ở đây thì em chỉ có lau chùi qua một chút.